Hi, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với cái kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ review chi tiết những cái thiết bị cũng như là cái vận hành cái PC, bộ PC này cho anh em xem nhé. Trước khi mà đến với video thì anh em đừng quên thả tim cũng như là comment ý kiến của mình bên dưới phần video nhé. Đây là cái nút mà sẽ cắm USB cũng như là nút khởi động nguồn reset của cái cursor này anh em nhé. Mình vừa mới bật lên sao đó anh em nhìn thấy fan led sáng đủ rất là hoành tráng. Đây xin giới thiệu với anh em là cái bộ này là cái này bàn điều khiển này, đó hộp bằng gỗ luôn, thì là chất lên xuống cũng như là chỉnh đèn led đi các thứ luôn, hiệu ứng luôn. Bộ bàn phím cũng như là đây, ghế được trang bị cả. Hôm nay ngồi cho nó đỡ toát mồ hôi thoáng cũng như là đỡ đau lưng. Đó, anh em vẫn cứ bảo là ngồi đau đít lắm mà ngồi chỉ vài phút thôi. Đây, bộ điều khiển bên trong này. Đây, quay kỹ này em xem nhé. Bên phía bên này là sẽ nhập và gắn một cái ô đây để nước ngọt các thứ anh em ạ. Đây, đây là cái bộ đẩy piston. Piston xi lanh đẩy là 100 kg luôn này nhỉ. Đẩy lên đẩy xuống. Thực ra do nhu cầu kinh phí nó không quá là cao nên là mình chỉ chế lên chế xuống thôi. Rồi nếu mà kinh phí nhiều hơn nữa thì cái sau mình sẽ chế nó chất hơn nữa là nó đẳng cấp hơn nữa.